quay lưng ra, quay lưng ra, quay lưng ra, bộ hàng ra xin, bộ hàng ra xin đây, bộ hàng ra xin đây. Đang nhìn nó hả như vậy? Thương không kêu á? Đâu quá? Chọn rẽ, chọn. Lấy tay đi. À, xin chào tất cả các bạn nha. Hello bạn nha. À, hôm nay anh em mình có tổ chức một cái trò chơi này, nói chung là nó vui hoành tráng các bạn nhớ đón xem các bạn, mà chơi hôm nay nó vui tới cỡ nào nha. Trước mắt anh em mình trò chơi ngắm gạo thằng. Ngắm gạo thằng, nhìn đi. Để đi trời. Gì mày lộ liễu dữ mày. Trong đó cũng như anh trai. À, không có cũng như anh trai. Trước mặt anh em mình là có ba con gà nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ để ba con gà lên cân để anh em mình sẽ cân nha bạn. Thằng cu lẹ nó là từ lúc trước giờ là nó ăn ít nhất, nó ăn chậm nhất. Yếu nên luôn mình á. Sẽ chấp nó nha bạn. Mình sẽ chấp nó 100g. Mình sẽ chấp thằng cua đen nửa 100g. Đó, nói chung là mình là chấp hết hàng nó luôn đó. Ở sao mình chơi ông không chấp được, tôi thắng luôn đi. Chấp thích thèm á. Hôm nay anh em mình sẽ thi đua ăn con gà. Thằng nào ăn nhanh nhất và sạch thịt hết, sạch thịt nhất là nó sẽ chiến thắng. Còn mà cái thằng nào mà ăn chậm nhất mà còn nhiều thịt lỡ lại là thằng quay phim nó sẽ chấm điểm nha, là thằng đó sẽ thua. Thua là sẽ tự xử, một màn tự xử này. Từ đó giờ các bạn nghe cái màn này một cái tự xử là linh đình luôn. Các bạn biết cái hầm cầu tiêu mình không? Uống nước cầu tiêu nữa không có, không chú nhanh chạy uống cái đủ ra em uống cái hầm cầu tiêu mình đây nha bạn. Đó là hôm nay anh em mình sẽ thi đua ăn ba con gà nha bạn. Người nào thua chót là người đó sẽ phóng trước cái mương cầu tiêu mình nha. Cái mương này tuy rằng mình đã nghỉ hị lâu lắm rồi, không sử dụng, nhưng không sử dụng lâu lắm rồi, nhưng mà nó cũng còn những cái tạp chất khiến nó cũng nói chung là rất là do bó đó các bạn. Mình phải chơi những cái trò chơi căng não vậy để cho anh em mình cùng ăn hết sức mình, ăn thỏa ra, ăn thỏa thích, thử coi thằng nào chiến thắng mới là đỉnh, đúng không? Nếu mà mình chơi nhẹ nó không sợ, nó không ăn hết mình. Bữa nay mình đã chơi cái trò này ha, tao nói mày chủ dữ ra, tao nói mày dữ lên đó. Mình chơi vô. Mày biết ai đâu? Đầu tiêu đi trời. Mày biết gặp nè, tao đã ị cách đây khoảng 3 ngày lắm. Bị là 3 ngày lần cái gì hả? Dữ lắm mày. Dạ mày mới lần. Tao quất cho bao. Bữa tao bữa nào tao bị tao rồi, tao quất cho 10 mấy lần. Đó mẹ như đó, tao nói mày linh đình chứ ha. Dưỡng không? Tao nói mày chủ dữ á, mày đừng bao giờ ăn cái, mày uống nước thôi. Nước thôi. Uống nước đủ chắc rồi. Nhưng mà sử dụng nó cách đây cách gì lâu sử dụng rồi. Mấy cầu tiêu ta sập không? Sập cách đây là 5 tháng đó. Đó mình thấy không? Nó sập nó phải không? Nó sập bánh cảnh chưa? Là cách đây khoảng mấy tháng trời là mình không có sử dụng nữa. Mà túi lắm rồi. Cái mương này nói chung là nước nó cũng nước ngập ẩm á, nó dài vô nên nó sạch toàn à. Nên đừng sợ các bạn. Nhưng mà mình nghe nói phóng hầm cầu nghe nó ghê lắm chứ không phải ghê đâu. Bây giờ mình sẽ đem căng nghe bạn. Tôi thấy tôi là cái nguy cơ phóng cao lắm á. Hết xuống. Mày ít hơn tao, mày phóng hơn tao rồi. Mày ít hơn tao 100g gà, mày biết 100g gà là mày bao nhiêu không? Trời là trời, mày nhiều lắm á. 100g gà chấm cây cỡ nhiêu? Ủa, cây cỡ là còn gì nữa anh trai. Bây giờ mình sẽ đem cái căng nha bạn. Để căng trước mặt các bạn để cho nó công bằng, để cho tất cả anh em mình được công bằng nha bạn. Để căng lên. À. Của tôi trước đây. Mẹ trước đây. Của mình nha bạn. Tao chấp mày 50g đó. Mày nhiêu? 800g chưa gần tới, gần 800g. Gần 800g không? Mày đưa lên luôn. Tới cô lẹ đưa lên nha bạn. 800g. Chưa, hơn 8g xíu. 8g vậy là xuống, là như cô đen nó chấp bèn 50g. Tới mình nha bạn. Đây. Ông hả? 2kg. Gì? Ủa trời, 800g hả? Ông cũng 800g à? 800g tao bàn cô đen hả? Không. Nó nặng hơn xíu à. Cắt bớt luôn. Nó nặng hơn xíu à. Tao có lẽ cắt bớt vậy cắt luôn. Nó nhiêu lạng, nó mấy lạng? Nó 800g. 8 lạng thì 81. Ta đang chấp nó 50g phải không? Mày đặng nhiêu? 8 lạng cũng gần gần không à. Giờ nó chấp mày bỏ hơn một thứ gì trong cơ thể con gà ra cho nó nhẹ bớt đi. Thấy không? Mày muốn bỏ gì bỏ. Mày bỏ không? Muốn bỏ gì bỏ nhẹ hơn chút được rồi. Móc này muốn móc méo hay là muốn xét là anh làm nha. Những vừa vừa anh trai đừng móc hết trời, éo quá. Móc gì móc đây. Cho nó bỏ nè, mình chấp nó bạn, mình phải cho nó bỏ bếp. Mình đã chấp nó hết trước 50g rồi đó. Bây giờ cho nó móc thêm thứ gì trong cơ thể con gà nó bỏ bớt nó. Cái gì nhìn nó ổi vô anh trai. Trời xíu hả? Gò bỏ qua đây. Rồi, gò đủ chưa? Được chưa? Căng lại không? Gò được không? Căng lại không? Căng lại đây. Gò được không? Phải công tâm công bằng rồi. Nha. Giảm lên. Khúc rồi đó. Rồi, khúc rồi. Còn nhiêu hả? Mày đồng ý chưa? Là 690 phải không? Yeah, ok. Mày muốn móc được không? Không. Thôi, cho móc cái khác luôn. Mày muốn móc nữa cho mày móc nữa. Chấp vậy. Đúng hả? Ok. Vậy là tao hơn đen. Ừ. Thằng đen hơn lẹ. Tao hơn hết phải không? Ừ. Như tao chấp hai bạn đó. Rồi. Bây giờ đến tới 1 2 3 là anh em mình sẽ cùng nhau ăn ba con gà này. Ăn nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất, thằng tốc nhất mà phải sạch thịt nhất các bạn. Nghe nó bóng còn tiêu nghe ghét tiền lắm.
mùa hoa này quay phim nó sẽ có quyền chấm điểm là ba anh em mình sẽ thằng nào thắng nha, phải sạch thịt nhất nha. Nếu mà xương mình ăn cọp cọp còn hơn thua nha. Thắng là mày hổng hổng mày còn tiêu, thằng nào hổng hổng thắng được gì thắng cái gì em, thắng được gì đó trời. Hai thằng thắng, một thằng thắng các bạn, một giải nhất duy nhất còn hai thằng thắng nha. Rồi mỗi ba là mình xây nha. Ok. Cái này ăn thoải mái nha, muốn ăn nha. Có tiền muốn chấm chấm nha, muốn tiền cho đó, muốn chấm thì chấm, còn chấm thôi. Tao ăn cọp kẹp chấm thì kẹp thôi. Một, hai, ba, mở bạn nha. Rồi các bạn mời bạn ăn nha. Trời ơi, ăn thấy hẹp không? Ăn ăn dán ăn xài thịt nha, không xài thịt là bị văn mương đó. Trời ơi, trời ơi, ăn thèm dữ hả? Trời ơi. Ấu hôn, ấu hôn không? Ấu là hôn liền nha, không không có gì hết nha. Xài thịt nha, ê ê, xài thịt nha, xài thịt nha. Cái gì? Trời ơi, trời ơi, ăn đi con gà kìa. Thử thử cái mặt nha, còn thương rồi đó. Ngồi xài thịt lên nha. Ừ. Dán sạch đi nha, ăn cho nhanh vô. Trời ơi trời. Vô bà. Vô vô bà. Trời ơi trời, cái mỏ bóng gì hả? Hát thử ta. Trời ơi, ông đeo ăn kìa. Cái tay bóng hết xịu hả? Kiểu này hồi ba ông thua hết trơn nè, không có ông nào xài thịt hết trơn. Trời ơi trời, nhìn ông ăn mà thèm ghê luôn á. Thèm ghê luôn á. Ngồi nhớ chừa tôi miếng xương nha. Không ngửi luôn á. Thở không ra. Từ từ, ba chân mắc nghẹn chết. Thôi mày nhớ tăng trong điểm công tâm nha. Sạch ừ. Thức ăn ha. Đó, đó. Ừ. Nói gì hả? Chúng mình biết. Trời, không có ông nào hắn. Cái nào ba thằng mặn tiêu không? Trời ơi, ông đen sắp hết rồi kìa trời. Ngon. Ông đang ông sắp hết, ông gái ông lùa, ông lùa hết hết đi ông đang. Nhìn đi ông đang. Ông cần ông săn lộn không, sao mưa dưới trời. Trời ơi trời. Ông hát xuống da luôn á. Trời ơi, thịt ghét đi, mở bãi. Trời ơi, mở bãi. Mở cả bãi nha. Trời ơi, trời ơi, thèm. Thèm biết siêu á. Không cả. Nhanh vậy. Còn thịt nữa mà thịt nhóc chân á. Còn ăn dữ rồi. Ủa, lại nhanh vậy. Mà nó còn thịt nhóc chân nè, còn bươi đi ăn nữa nè. Đó. Trời ơi, cái này họ thua rồi. Không cần biết, không cần biết, không cần biết, không cần biết. Không có việc ăn lại nữa. Trời. Trời ơi, trời ơi. Còn thịt cài trắng à. Cặp vô, cặp vô. Ông cả hết thèm. Thôi ông đem ăn kìa. Ừ trời. Cái thịt có lẽ quả không biết đúng mà. Trời sáng xuống luôn trời. Kìa kìa ông ăn kìa. Còn chơi được đó nha bạn. Tại mẹ thịt 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 hết ra ngoài. Nó còn thịt nhiều lắm. Chết bà, còn đóng da đùi vậy hả? Trời ơi, đóng da mỡ kể thiệt hả? Trời ơi. Ê, 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 mỡ quá trời mỡ rồi kêu đi ơi. Ê, 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 ê. Dùng nó lại, dùng nó lại. Mỡ, mỡ, nhìn mỡ kìa. Chọc không chọc à. Trời ơi trời, cái tay ông nào ném bóng lửa luôn. Đâu bắt chứ kìa trời. Đâu bắt chứ. Đi trong đó. Không trong đó. Không trong đó. Ừ, trời. Trời ơi trời. Nhìn cái đống da này. Trời. Nhìn đống da quăng liền. Nó ăn sao nó tệ mới da hết hèn không. Lại lên đâu rồi còn. Trời ơi. Giật nó luôn. Cắn nó luôn. Cắn nó luôn đi.
Quế Thiên chấm điểm công tâm nha. Ừ, ông gái ăn nuốt xuống đi, đừng để cho lại. Ăn thẳng thẳng mồm nè. Tôi nhai xương luôn nè. Ờ, nhai xương cổ á. Nuốt luôn. Dạ cho giờ tôi bỏ cái đống da này, tôi tăng này được không? Không. Không. Nói là tôi kêu bỏ rồi mà. Không bỏ gì, bỏ gì nữa, kêu bỏ thôi. Quay lưng ra, quay lưng ra, quay lưng ra. Quay bộ hàng ra chứ. Bộ hàng ra dưới đây. Bộ hàng ra dưới đây. Lên nhìn nó ớt như vậy. Thương không kêu á. Đâu quá. Trời ơi! Trời ơi! Mày đi! Ra đây! Mày đi ra đi! Cho người quá không? Ông giọng nó ở hơi kìa. Ô, thằng giọng đó! Trời ơi! Trời ơi! Tôi hết rồi. Còn xương chứ. Còn xương chứ. Cái đậu xanh. Sao rồi? Má ngu ghẻ tiền trời. Đi ra đây ghẻ cậu đi. Đừng còn gặp tôi chứ. Ngu ghẻ tiền bạn. Ăn tự nhiên trừ ăn đống da ăn cái ối chơi vậy. Còn xương nó cũng còn thịt một đống hơn. Chưa hết à? Hết chưa? Chắc chưa để mót. Chắc chắn hết chưa? À, ai tới trước chơi tới chứ người cò chiếm nhất chứ lại mới được nha. Nè cổ ăn trong nè. Rồi, cổ ăn hết chân luôn. Tôi hết nãy giờ mà. Hết chưa? Ừ. Chắc chắn hết chưa? Chắc chắn hết chưa thì đi rửa tay. Ừ. Ừ, họ không cho kiếm là không cho là bởi nha. Chắc chắn hết rồi, chắc chắn hết luôn nha. Rồi tôi vô lẹ kiểu á. Ừ. Trong lẹ đi cho công tâm luôn. Không, lẹ công tâm luôn. Ừ, hai người luôn. Kiểm kiểu hồi đó ói cho ào cái đó lên đồng á. Cái mỏ này mới thay vào ăn lên cái gì bóc lửa. Ừ, cần. Thôi cô lẹ báo ra xuống ngoài anh chăm. Báo gì chay? Ủa, ấu lắm. Tôi gói sạch đúng nha. Đó, nếu mà hai người sạch bằng nhau thì ông nào thắng tới trước là thắng. Thôi ăn hết xương đi, khỏi ấy. Ừ, tôi ăn xương luôn. Quê à. Ăn từ rắn luôn. Công tâm mày với thằng Bên hai ba chấm điểm đó. Ê ông lạ. Giờ không đo bằng cái gì. Ờ, chắc phải đút lót mới mới được chứ hả? Đâu có đút lót. Phải có thằng thắng rồi đúng không? Cũng có thằng thắng thôi. Bây giờ đem lên cân đi. Cân mày lúc nào mày nặng tao ở đất rồi. Tại sao? Bây giờ này, bây giờ tôi ông kiểm, tôi ông tôi ông chọn nhưng mà không nói trước cái chứ nha. Hồi tới hai người khui anh luôn nha. Ok ok. Nào. Ở đầu tao sẽ cho hai thằng giám khảo. Giám khảo chấm điểm là đống xương tao này nè. Sẽ cho giám khảo coi xương tao trước. Nè, xương tao tan hết cục rắn nè. Nè. Mày à. Nè. Ủa, nãy giờ ăn thịt mà. Nè, đã sạch mà. Nè. Nãy giờ ăn thịt mà. Rồi hai mày chấm điểm thôi nha. Đó, thào đó. Thào. Bà chối nha. Trời ơi. Tôi nhìn nóc này tôi muốn ăn ghê luôn là. Tôi đâu, tôi chai cho hay không? Nga hồn chứ, thịt còn nhóc kêu hả? Nè, cái nóc của mình nha bạn, nào mình ăn nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Gì áo đẹp. Cái gì áo đen? Ê! Trời ơi! Ê! Có thiệt không ạ? Có thiệt không ạ? Tôi rồi, còn có quyết định chưa? Tôi đã có kết quả. Rồi, có kết quả chưa? Rồi. Hai mày công tâm nha! Ok. Rồi, hai mày quyết định đi. Tao chuẩn bị. Không nha. Bây giờ là ông Sàm số 1, ông hai, ông đen là số 2 nha. À? Số chưa? Ông đồng hồ thả 1, ông đen số 2 phải không? Rồi. Tính, nói chung lực nha. 1, 2, 3. Ủa chứ có thiếu hả? Nắm tay ra trên đường tương tay. Ai? Ông nhảy à? Ông nhảy Ông nhảy Ông nhảy à? Ông nhảy à? Mà tính
ông nhảy á, ông đen nhảy, thằng đen nhảy trời ơi. Lưng đây, lưng đây, lưng đây, tao có lưng đây tụi em. Wow. Sao? Sao muốn nước uống hả? Đây 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 là ông cởi bạc ơi, không cho đi bộ, mình thắng đàn ông bỏ nhét nha. Đó làm gì á? Trả lại bên sau được. Đây, con đây xuống chơi. Cô ai thua cả? Nói chung là tụi bay nên từ từ hơn, sợ cây nha. Đừng phóng, từ từ thôi. Hả? Cũng vậy cái da gà mà mình thua bạn. Da gà gì đâu tao biết. Ôi, đi chỗ khác ơi, chỗ này nó ôi, xị hóa. Thôi xuống đi. Nó ôi, chịu luôn á. Trời ơi, ở trên bờ không tắm đâu, đi xuống dưới cầm cầu tắm. Trời ơi. Mà thua chung các bạn ơi, thôi thua chung. Có hiểu mà. Xin đắp lên da tốt lắm. Tốt lắm. Đứng một phút nha, ngang bụng nha. Ngang bụng nha. Xuống không đều đẹp. Cái mặt cô đen nghe lộ cầu tiêu. Rồi ngang bụng nha. Một phút nha. Ê, xin chú bắt cá luôn. Rồi. Ngang bụng. Một phút. Rõ ràng. Ê, xuống dưới tạt nước lên treo. Ê, không ta vậy nha bộ. Nó thắng rồi, thắng thua rồi, thua nha. Xuống lẹ đi không anh. Trời. Ba đang khỏi được hai luôn. Mình là chiến thắng đây nha bạn ơi. Thật sự bữa nay là mình cố gắng hết sức luôn coi. Mình ăn nó nổi thiệt chứ. Cũng nãy cô lẹ ối là mình muốn ối luôn mà. Nhưng mình ráng cố gắng lắm. Mình mới thắng nha bạn. Tại vì mình sợ ngồi điêu lắm. Mình với mình sử dụng đây. Ông chạy ra. Chạy chứ hả? Ôi kìa. Ôi. Nói rồi kìa. Ôi kìa. Ôi. 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 Ôi kìa. Ê tôi ông chưa xong đâu. Tôi xong rồi nè. Ông cầu thêm 12 20 giây nữa. Ủa nghe cầu thêm 10 phút nữa. Ủa đâu có sao đâu. Chứ ta đã thắng rồi mà phải tại nó cũng tiêu lên. Mà 15 phút á. Ai sao? Ê sao? Trời ơi, mình phải nó thơm. Mặt mày 100 phút á. Cái này mà có gậy ôm một cái cho nó đã. Nó đã cái gần trong hồn luôn. Lẹ. Thôi đừng lấy gần không. Giờ phải có 100 phút không? 5 phút luôn. Đúng rồi. 100 phút. Thôi à. Không có số. Giờ ta không được đâu. Không có số. Sao hả? Số đi. Từ nhỏ lớn lặn cầu tiêu ấy, lộ cầu tiêu chứ. Ôi, các bạn muốn nhớ kêu là cu đen lộ cầu tiêu các bạn. Cu đen lộ cầu tiêu các bạn. Ôi. Cái đen á anh. Alo. Vui quá. Thì nói chung clip hôm nay anh em mình chỉ làm để mang tính giải trí thôi nha bạn. Mà cuối cùng hôm nay mình lại thắng nữa nha bạn. Mình không quá chậm lại đây. Thôi anh em mình sẽ dừng clip tại đây đi. Hai nó thúi quá đừng gặn nãy là đừng gặn đâu. Không miếng hai. Ôi. Không miếng hai. Mình sẽ ngừng clip tại đây nha bạn. Không miếng hai. Có clip này các bạn nhấn like chia sẻ giúp mình nha. Không miếng hai trời ơi. Miếng hai luôn.